ta sẽ cùng học phần Chúa. Nhưng mà trước khi học phần Chúa thì chúng ta sẽ nhìn lên cái slide này, cái hình này. Chúng ta thấy có điều gì mong muốn ở trên em ạ? Có ai mong muốn mất đi không ạ? Hay là lớp, đặc biệt các bạn trẻ rất là mong điều này. Hay là happiness, hay là chúng ta mong muốn có business success ở trong đời sống của chúng ta. Năm 2014 là năm chúng ta sẽ có một cái sự khởi đầu mới. Hãy hứa và cam kết với nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con muốn có một cái điều gì đó ở trong lời của Ngài. Con muốn có một điều gì đó mới mẻ và kinh nghiệm Ngài. Amen. Mọi sự cũ đã qua đi, này sự mới sẽ đến bởi Chúa của chúng ta, Ngài đến ban cho chúng ta. Amen. Hãy ca ngợi Chúa chúng ta. Let's be His name.
Năm mới quý vị có gì mới không? Thờ phượng Chúa mới. Năm ngoái cũng thờ phượng Chúa vậy. Ai có điều gì mới không? Mình có được 5 ngày năm mới trong 2014. Quý vị có điều gì mới? Đó. Vậy là quý vị muốn làm điều gì mới trong năm mới không? Năm mới có một điều mới mà nếu quý vị tôi thấy cái tin trong tin tức trong năm mới này đó là vào ngày 1 tháng 1 năm 2014, ở tại tiểu bang Colorado, người ta đã hợp pháp hóa việc trồng, mua bán và sử dụng cần sa.
Đó là một cái tin mà nó trở thành một những cái tin hàng đầu của nước Mỹ trong những ngày vừa qua. Một người có thể đi mua cần sa không cần phải tốn nhiều tiền, từ 25 đồng có thể mua được cần sa để hút. Từ người ta bán lẻ từ 25 đồng cho đến 60 đồng mỗi người mua được một ounce. Tức là mỗi người ở tại Colorado. Và ngày đầu tiên trong cái ngày mùng 1 Tết, mùng 1 dương lịch đó, thì người mua họ xếp rồng rắn có nhiều chỗ, người ta sắp đến 5-6 tiếng đồng hồ để có thể vào được ở trong cái tiệm đó để mà mua. Và người ta tính ra đó là ngày đầu tiên người ta bán ra được hàng chục triệu đô la người ta mua cần sa tại tiểu bang Colorado. Và quý vị nghĩ rằng khi chúng ta nghĩ đến việc đó, chúng ta sẽ thấy thế này. Đó là tiểu bang Colorado, nó cách chúng ta khoảng chừng 10 đến 12 tiếng đồng hồ lái xe. Nhưng mà người ở ngoài tiểu bang có thể đến đó mua được. Tôi thấy trong cái hình có một cái tin là hai cha con của cái ông kia ở tại tiểu bang Georgia. Hai cha con, có lẽ người con cũng, người con trong khoảng chừng 20 mấy gần 30, người cha thì khoảng chừng 40 mấy 50, cũng khá khá gần với anh em vậy. Lái xe từ Georgia qua bên bên Colorado và ngủ đêm trong chiếc xe van để đợi sáng hôm sau mùng 1 tháng 1 năm 2014 sắp hàng mua cần sa. Chúng ta nghĩ rằng cái việc nó ở xa và mình ở đây Texas sẽ hy vọng chuyện đó nó không xảy ra, và nếu có xảy ra cũng lâu lắm mới xảy ra. Vì vậy cho nên quý vị có nghĩ rằng con cái mình nó an toàn không? Hầu hết những người có bậc cha mẹ nghĩ đến con cái, đặc biệt các cháu này nó lớn lên cửa trường, nó học lớp 7, lớp 8 đến trung học. I want to talk to the kids here. Nếu trong trường hợp quý vị biết là chúng nó rất là dễ, cái việc đó nó ở trên đó được thì nó có thể ra khỏi tiểu bang dễ dàng mà về dưới này dễ dàng. Và hầu hết các trẻ nhỏ lớn lên nó đều tìm cách để có thể thử. Nếu không việc đó xảy ra nào đó bây giờ thì thôi, nhưng mà vừa mới xảy ra đó thì rất là dễ thử. So I want to talk to you, the kids here, especially the high school. You heard about the marijuana. How do you say that one? Marijuana, yes. Cái đó được bán ở trên Colorado. Và một ngày nào đó các ông ra khỏi trường sẽ có một người họ nói cái này rất là đặc biệt, rất là mới và sẽ thử. Mà hôm qua tôi có nói chuyện với một người thì bảo rằng là một khi mà đã thử rồi đó là nó sẽ trở thành thiệt. Các con không bao giờ rút ra khỏi đó. Và không biết rồi đất nước nó rồi sẽ ra sao và con cháu chúng ta sẽ ra sao. Và chúng ta thấy rằng, oh man, năm mới mà nghe toàn là cái chuyện gì đâu không á. Nhưng mà đó là một thực tế mà mỗi người trong chúng ta phải nghĩ rằng chúng ta phải làm một cái điều gì tốt hơn, mạnh mẽ hơn, làm ngược lại những cái điều mà đã xảy ra và có thể hại. Nó sẽ đi vào trong gia đình mình, đi vào những người hậu tự của chúng ta, bất kỳ nơi nào mà điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy thì là con cái Chúa, trong khi người ta làm những việc như vậy thì chúng ta làm gì trong năm mới? Nếu quý vị để ý cái phần Kinh Thánh chúng ta vừa đọc với nhau ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4, quý vị có Kinh Thánh thì mở lại trong đó Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4, thì quý vị sẽ thấy thế này. Tôi không biết quý vị có hơi ngạc nhiên không, sao mục sư lại chọn cái phần Kinh Thánh này để giảng hôm nay. Ở Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu số 7 thì chép thế này. Thì chép đó là sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Thông thường người ta nghĩ rằng mới đầu năm thì mục sư phải nói như thế nào mà để cho nó phấn chấn lên chứ ai. Mới đầu năm mà nó đi end of all things in near, tức là tất cả mọi sự nó đều gần hết như vậy thì làm cho nhiều người sẽ băn khoăn không? Thực ra quý ông bạn cho em, khi Kinh Thánh nói rằng mọi sự, một sự cuối cùng đã gần, điều đó có nghĩa là cái thời gian và cơ hội trong cuộc đời của chúng ta không phải nó theo chúng ta suốt. Cơ hội đó, thời gian đó còn bây giờ, nhưng nó có thể mất trong ngày mai. Vì vậy cho nên chúng ta đang bước vào năm 2014, thời gian đi rất là lẹ. Quý vị có nhớ thế này, một số người ở Mỹ nhớ thế này là, tôi nhớ là cái Y2K đó, cái năm 2000 đó là cái năm mà rất nhiều người ở Mỹ mà sợ chuẩn bị nước, chuẩn bị mì gói, chuẩn bị lương thực để lỡ nhưng mà cái hệ thống computer nó breakdown là coi như là mình có để sinh sống.
Hồi lúc bây giờ tôi nhớ là khoảng chừng mấy ngày trước cái đó tôi mới đi ra chỗ bán điện thoại cầm tay. Mà lúc bây giờ điện thoại cầm tay mắc lắm, cho nên xin một cái điện thoại cầm tay của đứa cháu tôi cũng thử bự thế này nè. Và phải mỗi lần mà đưa lên phải phát cái thế này mới nghe được, nhưng mà phải ra đây để activate nó lỡ cái gì thì mình sẽ sử dụng. Nhưng mà quên mất một điều là nếu mà cái hệ thống computer mà của thế giới của nước Mỹ mà nó break down thì cái đó nó cũng break down luôn. Vì vậy cho nên nhiều khi chúng ta thấy rằng cái thời gian đấy đi rất là lẹ, mới cái thời lúc đó bây giờ mà đã 14 năm rồi. Vì vậy cho nên khi chúng ta nói đến, khi Kinh Thánh nói rằng mọi sự cuối cùng nó đã gần, thì đó có nghĩa là cuộc sống của chúng ta nó cũng hạn chế, thời gian của chúng ta cũng hạn chế, và cơ hội chúng ta cũng hạn chế. Cho nên xin Chúa cho chúng ta buổi chiều hôm nay tôi học với quý ông bà anh chị em điều này, để hiểu rằng năm 2014 rồi nó sẽ hết, và thời gian của chúng ta, cơ hội chúng ta không còn. Xin Chúa giúp cho chúng ta biết làm những điều chúng ta phải làm ở trong năm này. Tôi sẽ học với quý ông bà anh chị em mấy câu Kinh Thánh này thôi, tức là từ câu 7 cho ra câu số 11 là những câu Kinh Thánh mà Kinh Thánh dạy chúng ta làm. Và tôi ước ra rằng nếu chúng ta làm được những điều này trong năm nay thì đó là cái chỗ đứng vững chắc của chúng ta, trong khi bao nhiêu những cái thế lực, có bao nhiêu những cái xấu xa nó tìm cách đổ về trong đời sống của chúng ta và gia đình chúng ta. Xin Chúa giữ chúng ta khi chúng ta sống và làm theo lời của Chúa. Cho nên xin Chúa chúng ta suy gẫm lời Chúa với nhau, chúng ta tự hỏi chính mình và chúng ta có thể trả lời với Chúa: con có thể làm điều này cho Chúa và đời sống con trong năm mới. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, con cầu nguyện xin Chúa giúp cho con khi con rao giảng lời Chúa cho anh chị em con. Chúa ơi, xin cho chúng con biết sống, biết làm theo những điều Chúa dạy bởi lời của Ngài. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Trong khi cuộc đời này, trong khi xã hội này biết bao nhiêu những khó khăn, thách thức, biết bao những cám dỗ, những tội lỗi, những cái điều xấu xa có thể xảy đến cho chúng con, xin cho chúng con nắm lời của Chúa và sống với lời của Ngài để chúng con có thể đối đầu với những cái nghịch cảnh như vậy. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin che con trong ơn của Chúa khi con nói lời của Ngài. Xin dạy anh em con bởi lời của Chúa. Con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta đọc với nhau, quý vị trở lại cái câu số 7, tôi post trên bảng. Ở trong câu số 7 đó rằng sự cuối cùng đã gần. Vậy hãy khôn ngoan. Nếu quý vị đọc hết và để ý hết từng câu một, từ câu 7 cho đến câu số 11 á, là mỗi câu như vậy nó có cái chữ hãy hoặc là chữ phải. Mà ở có hãy hoặc phải thực ra nó cũng gần với nhau theo cái cách nói ngày xưa họ đổi chữ, nhưng mà nó cũng hãy phải, đó là cái thể mệnh lệnh cách, tức là kêu gọi một người phải làm gì đó. Ví dụ như bây giờ nói trong tiếng Anh thì người ta chỉ dùng cái động từ, đó là người ta nói một động từ, điều đó có nghĩa là mệnh lệnh cách. Mà hồi trước có đây mấy năm ngoái mà có lần Christy tới mà xin nói rằng thêm một cái chữ nữa, ví dụ như chữ ăn, tiếng Việt mình ăn là hãy ăn, thì đó bây giờ sẽ là ăn đi vậy đó. Cho nên bảo rằng bây giờ sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện, đó thì tức là cái chữ hãy đó. Vậy cho nên tôi muốn học với quý ông bà anh chị em để nói rằng khi Kinh Thánh bảo hãy thì đó là những điều chúng ta nên làm. Khi Kinh Thánh bảo phải, đây là những điều chúng ta nên làm. Thế nhìn những cái điều sau. Bây giờ quý vị đọc cái câu trên bảng, tôi đọc: sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Như vậy thì theo cái câu này dạy chúng ta hãy làm điều gì? Dạ, tôi chọn cái chữ hãy cầu nguyện, mặc dù bảo hãy khôn ngoan, tức là mình phải tỉnh thức, mình phải tỉnh táo, nhưng mà để mà cầu nguyện. Cho nên cái điều đầu tiên chúng ta cần phải làm trong năm mới, tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em làm điều gì trong năm mới? Hãy cầu nguyện. Thực ra đây là cái điều quan trọng của con cái Chúa. Có một số người theo Chúa một thời gian nghĩ rằng thôi mình theo Chúa được cứu rồi chứ cầu nguyện làm gì, mà bây giờ mình mạnh khỏe làm gì, đâu cần gì cầu nguyện, tiền bạc cũng có đầy đủ, làm gì cần gì cầu nguyện, xe cửa nhà cổ chồng con mọi sự perfect thế thì cần gì cầu nguyện. Và đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình không cầu nguyện, mà nếu quý vị nghĩ rằng vì quý vị đầy đủ không cầu nguyện thì một lúc nào đó quý vị buộc phải cầu nguyện. Như vậy thì mình cầu nguyện trước khi mình buộc phải cầu nguyện. Nhưng mà cầu nguyện đó là một cái cách mà để cho con cái Chúa có thể sống qua mối liên hệ với Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta sống với lời của Ngài, chúng ta sống qua trong sự gần gũi với Chúa. Cho nên tôi không đi sâu hơn việc này, tôi chỉ nói với quý ông bà anh chị em chúng ta làm gì trong năm mới. Có lẽ nhiều người trong chúng ta đã từng cầu nguyện rất là sốt sắng. Nhiều anh chị em trong chúng ta đã cầu nguyện rất là khẩn thiết. Khi chúng ta có một cái nhu cầu nào hết sức khẩn thiết, chúng ta cầu nguyện Chúa cho chúng ta. Rồi chúng ta sốt sắng, chúng ta cảm thấy ngọt ngào trong đời cầu nguyện mỗi ngày bao nhiêu giờ đó tự nhiên thấy ngọt ngào. Và lúc nào cũng muốn cầu nguyện, sốt sắng và khẩn thiết cầu nguyện. Rồi lúc nào một lần nào đó chúng ta thấy bỏ dần dần. Có rất nhiều người đó, chúng ta đây là cái điều mà nó xảy ra cho chúng ta, bỏ dần dần,
rồi cầu nguyện qua la loa chí lễ, và cuối cùng thì nhiều khi nhiều người trong chúng ta bỏ mất sự cầu nguyện, chúng ta không biết mình bỏ từ bao giờ. Tôi không biết quý ông bà anh chị em, những người trong phòng nhóm này, suốt trong tuần vừa qua có bao giờ quý vị có giờ cầu nguyện không? Cầu nguyện riêng với Chúa đó. Thì không phải là chỉ nhắm mắt cảm ơn Chúa về ăn cơm thôi, tức là có giờ cầu nguyện riêng trong tháng qua, trong tuần qua, trong ngày hôm nay. Có lẽ nhiều người thì chúng ta đánh mất cái phần đó. Vì vậy cho nên trong năm mới tôi kêu gọi ông bà, anh chị em hãy sửa lại, hãy làm lại đời sống cầu nguyện của chúng ta trong năm mới. Amen quý ông bà, anh chị em. Hãy sửa lại, hãy tự nhắc mình, hãy lấy cái giờ đó là cái giờ mà dù chúng ta cảm thấy ngọt ngào, sung sướng, hay là dù chúng ta cảm thấy khô hạn, thì nó là cái giờ mà không thể thay đổi trong cuộc đời của chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta làm cái điều trong năm mới là hãy cầu nguyện. Bây giờ tới câu số 8. Câu số 8 chép cho thế này: nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng, vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Vậy thì bây giờ hãy làm điều gì đây? Hãy yêu thương. Yes. Đấy là cái điều mà tôi có nói với hội thánh tuần trước, tôi muốn nói lại. Hãy yêu thương nhau. Đây là cái phương thuốc cho cái việc mà đôi khi chúng ta thấy sao nó khó thân thiện với người khác. Cái phương thuốc mà đôi khi chúng ta get along với người nào đó khó quá, thì không làm thế nào get along. Đó là cái phương thuốc để chữa. Cái kinh nghiệm tôi có một trong tuần qua, có một lần buổi sáng tôi ngủ dậy, tôi vào phòng tắm tự nhiên. Tôi ngủ dậy cái tự nhiên trong trí tôi, tại vì trong ngày trước đó tôi suy nghĩ về một vài điều và người, tự nhiên tôi nghĩ đến một vài người tôi không chịu được, không biết làm sao, nói thì không nghe, hướng dẫn thì không chịu, rất là khó thương, dạy cũng không trưởng thành, mà đối với công việc Chúa thì cứ ngăn trở, cứ quấy phá công việc Chúa hoài, nó dằn trong lòng tôi á. Mà khi tôi không biết tại sao, khi tôi ngủ dậy tôi bước vào trong phòng tắm cái tự nhiên nó trở lại trong tôi. Quý vị biết mới mất thở, mở mắt ra mà cái điều đó nó trở lại, thấy đau khổ không? Tôi nghĩ, bây giờ làm sao? Thật ra đó là một điều khó. Tôi nghĩ đến điều đó và tự nhiên tôi nghe trong trí tôi một cái câu nói. Cái câu nói rất là đơn giản trong trí. Tôi nghĩ là Chúa nói với tôi là hãy yêu thương. Chừng đó thôi. Cái tôi nói, oh right. Yes. Và tôi hình dung lại khuôn mặt của anh đó, của chị đó. Và tôi nói, yes, tại sao tôi không thương họ mà tôi phải bực bội làm gì? Và tôi cảm thấy như nó nhẹ cái lòng tôi sao như vậy. Và tôi cầu nguyện là Chúa giúp cho con có thể yêu thương được những anh chị em mà chúng con khó thương. Bởi vì nó là cái giải pháp với ông bà anh chị em. Và ở trong cái câu Kinh Thánh quý vị thấy rồi mà, vì tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Che đậy nó không có phải là che giấu, chứ là nó không có gì hết đâu, không phải là như vậy. Mà che đậy tức là khỏa lấp, tức là bỏ qua cho nhau những cái tội lỗi. Và khi chúng ta che đậy, tức là yêu thương, tức là chúng ta dễ tha thứ cho người khác. Nếu trong trường hợp quý vị thương vợ, thương con, thương anh em mình trong hội thánh, nếu mình thương một người nào lỡ nói về điều gì mà sốc mình đó, bỏ qua dễ dàng không? Không, dễ dàng vô cùng. Nhưng mà thấy bực rồi, thấy khó chịu rồi, cái người nào ở ngoài đường mà nói một câu là nhất định ghim trong lòng và nhất định không tha thứ được. Cho nên tình yêu thương nó là cái phương thuốc, không có cách nào khác quý ông bà anh chị em. Cho nên nếu quý vị đến với hội thánh Chúa tại đây, muốn hòa nhập với hội thánh Chúa, muốn làm công việc Chúa, hãy yêu thương. Hãy yêu thương, và đó là cái điều mà chúng ta không có cách nào. Nếu trong trường hợp không thì chúng ta rất là khó hòa với người khác. Ở trong nhà đó mà cũng còn đụng húng hồ chị ở ngoài, phải không? Cho nên xin Chúa cho chúng ta ở trong năm mới hãy yêu thương nhau, hãy yêu thương anh em mình trong hội thánh. Ok, quý vị làm được không? Làm không được, nói với Chúa bảo con yêu thương, con làm không được, hãy nói với Chúa điều đó. Và hãy cứ nắm lấy Chúa, tôi tin rằng Chúa sẽ giúp cho chúng ta. Câu số 9 chép thế này: người này kẻ khác hãy tiếp đãi nhau, chớ có cằn rằng. Bây giờ hãy gì? Hãy gì? Hãy tiếp đãi, phải không? Ở trên cái bảng hãy tiếp đãi. Hãy tiếp đãi là làm gì? Hãy tiếp đãi tức là mời người khác đến nhà, phải không? Hãy tiếp đãi tức là ai đó tới thì mình mời tới nhà, tôi hôm nay nấu bún bò Huế nó gì đó mời để ăn, đó là cái tiếp đãi. Nhưng tiếp đãi không có nghĩa chỉ là mời một người nào đến nhà mà thôi. Tức là thực tiếp đãi tôi đang nói đến cái mối liên hệ. Tiếp đãi tức là cái sự cởi mở của chúng ta đối với anh chị em chúng ta. Tiếp đãi không có nghĩa đó là sự giao hảo, chúng ta chấp nhận lẫn nhau. Đó là cái sự tiếp đãi. Vì sao có cái chữ cằn rằng phía sau? Cái chữ cằn rằng là người quản chúng tôi đó, mà nói đúng cái âm của người quản đó là càng rèn, tức là càng nhàn, tức là phàn nàn, tức là cầm lên, tức là ná ghiền, tức là lúc nào cũng khó chịu. Tại sao vậy? Cái sự chữ mà nói rằng người này người khác tiếp đãi nhau chứ có cằn rằng, tại vì tiếp nhau nhưng mà cằn rằng.
Quý vị thấy rồi không? Người Việt chúng ta có cái tật là giúp thì giúp, cho thì cho, thương thì làm đó, nhưng mà rồi về kể la, kể lễ, kể ba năm cũng hết. Mặc dù cũng cứ giúp. Nhưng Kinh Thánh bảo rằng hãy tiếp đãi người khác, hãy chấp nhận người khác với cái tinh thần mở rộng mà không cần rằng cản nhẫn như cái cách mà Kinh Thánh dạy chúng ta. Vậy thì năm mới hãy xây mối liên hệ và chấp nhận lẫn nhau. Quý vị làm được không? Xin Chúa làm giúp cho chúng ta, và đó là chúng ta phải làm. Câu số 10. Câu số 10 chép thế này: mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Hãy gì? Hãy ở trong cái bản tiếng hiệu đính đó, thì giới thế này: mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận được mà phục vụ nhau. Cho nên tôi dùng cái chữ đó là hãy sử dụng ân tứ. Chúng ta học với nhau cách đây vài tuần, ân tứ là cái điều mà Chúa ban cho chúng ta, cái khả năng đặc biệt mà Chúa ban cho chúng ta dùng để hầu việc Chúa. Và có nhiều người trong chúng ta may mắn có nhiều ân tứ hơn người khác, và có nhiều người thì có ít ân tứ hơn người khác. Nhưng Kinh Thánh, theo cái câu Kinh Thánh này nói rằng, nếu Chúa ban cho tôi một cái ân tứ nào đó, thực ra Chúa ban cho tôi không phải để tôi dùng nó cho tôi. Nếu trong trường hợp Chúa ban cho tôi một cái ân tứ giảng dạy, thì không phải là nhờ cái ân tứ giảng dạy đó bây giờ tôi đi làm để kiếm chút đỉnh tiền hoặc là gây cái thanh thế cho tôi. Nếu Chúa ban cho quý ông bà anh chị em một cái ân tứ làm chứng cho người khác, ân tứ ban cho, ân tứ khích lệ, ân tứ thương xót, tất cả những cái đó Chúa làm, Chúa giao cho chúng ta là tại vì coi như là của Chúa, Ngài giao cho chúng ta quản lý. Vì vậy cho nên nếu Chúa ban cho chúng ta một điều gì, quý ông bà anh chị em hãy sử dụng cái việc đó cho Chúa. Cho nên cái điều mà chúng ta cần phải làm trong năm mới đó là hãy sử dụng cái ân tứ của Chúa. Ở trong bản tiếng Việt đó, bản dịch cũ thì là hãy lấy các ân tứ đó, ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau. Ở trong cái bản tiếng Anh và thì bản để hãy serve, và ở trong cái bản hiệu đính cũng nói là hãy phục vụ lẫn nhau. Cho nên nếu mà chúng ta có biết nấu nướng, chúng ta có biết khích lệ, chúng ta biết làm ra tiền, chúng ta biết chứng đạo, biết chăm sóc, biết dạy dỗ, hãy sử dụng điều đó cho Chúa. Cho nên tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em trong năm mới, có lẽ mỗi người làm được một việc khác nhau, và nhiều người làm nhiều công việc, thì tôi ước ao rằng quý vị hãy nói rằng: Chúa ơi, trong năm mới con chỉ cho con cái cơ hội, mở cho con cơ hội, chỉ cho con và giúp thúc giục con để con có thể sử dụng cái ân tứ, cái khả năng của con cho Chúa. Hội thánh chúng ta thì cũng khá là đơn sơ, có nhiều anh chị em thì nói với tôi rằng: mục sư, tôi không biết làm gì, tôi chỉ biết nấu ăn nè. Cho nên tôi nấu ăn, nên hội thánh có cơ hội nấu thì tôi nấu. Yes, nếu trong trường hợp quý vị nghĩ rằng việc làm đó để mình phục anh em mình làm việc đó vì hội thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta đang sử dụng cái điều Chúa ban cho chúng ta để có thể phục vụ người khác. Cho nên trong năm mới hãy lấy cái ơn mình đã được mà giúp người khác. Bây giờ tôi đến câu số 11. Câu số 11 chép thế này: ví bằng có người giảng luận thì hãy giảng như lời, như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có kẻ làm chức gì thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh. Bây giờ hãy gì? Hãy làm gì? Quý vị đọc lại tôi coi, hãy gì? Lớn lớn thì nghe tôi nghe. Bây giờ hãy gì? Bây giờ tôi đọc lại nghe. Ví bằng có người giảng luận thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có kẻ làm chức gì thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh. Hãy gì? Hãy giảng, phải không? Yes, thì cái câu đó, cái phần đầu quý vị thấy: ví bằng có người giảng luận thì hãy giảng như rao lời sấm truyền. Quý vị biết thế này không? Người giảng dạy, cái câu này là nói cho người giảng dạy, đúng không? Ví dụ như tôi là mục sư thì tôi là người giảng, và nếu tôi giảng thì hãy giảng ra lời của Đức Chúa Trời. Hãy nói ra lời của Đức Chúa Trời, không có nói lông bông la ba, mà nói như lời của Chúa, có sức mạnh, có quyền năng lời Chúa cho người khác. Và cái người giảng hãy làm như vậy. Vậy thì bây giờ thế này, còn những người còn lại thì sao? Cái câu này dành cho mục sư hoặc là những ai là dạy Kinh Thánh, còn những người khác thì sao? Quý vị nghĩ là người khác mà không có thuộc giảng dạy thì có thoát khỏi câu này không? Phần sau của câu Kinh Thánh này quý vị thấy thế này: nếu có kẻ làm chức gì, chức gì là chức gì? Thực sự ra cái bản dịch này nó làm cho chúng ta nghe cái chức, chúng ta nghĩ là phải là có cái chức vụ gì đó, phải ông đó phải có cái title gì đó mới làm. Nhưng mà sự thật đó, ở trong cái bản hiệu đính, tôi mở qua cái bản hiệu đính,
Cái bản hiệu đính thì nói như thế này: nếu có ai phục vụ thì hãy phục vụ. Thực ra cái chữ chức đó, nó dịch từ cái chỗ minister, giống như chữ tiếng Anh như vậy đó. Tức là minister thực ra là một cái người hầu việc, nhưng mà nó cũng có nghĩa là hầu việc đó là cả danh từ lẫn động từ. Cho nên khi mà cái chữ đó có nghĩa là phục vụ. Cho nên quý ông bà anh chị em, vậy thì nếu quý vị có thể phục vụ được thì hãy phục vụ Đức Chúa Trời bằng sức của Chúa ban cho để làm gì? Để Chúa được sáng danh. Thực ra thì chúng ta có thấy một số các việc làm quý vị nghĩ rằng có cần sức Chúa không? Ví dụ bây giờ mình đi quét nhà thờ thì có cần sức Chúa ban cho không? Cần không? Chút nhí như vậy cũng cần sức Chúa ban cho sao? Nếu trong trường hợp quý vị nghĩ là đi nấu ăn, có cần sức Chúa không? Cũng thấy không cần lắm phải không? Cần không? Chứ sức nấu ăn mà có gì mà phải nặng nhọc lắm mà phải cần. Nếu trong trường hợp quý vị đi châu Phi, đi truyền giáo, đi gặp khó khăn, khổ nạn ở các nước kia, quý vị cần sức Chúa. Mà còn bây giờ chỉ nấu ăn, chỉ lượm mấy cái rác ở nhà thờ, gọi người nào đó thăm viếng họ chút xíu, thì cần sức Chúa không? Cần. Như vậy tại sao cần? Cái việc nó nhẹ vậy tại sao cần? Quý ông bạn chị em biết điều này không? Là dù mình làm việc Chúa nó nhỏ đến cửa nào chứ nữa, mà không bởi sức Chúa một ngày nào đó mình cảm thấy nó nặng. Xách cái chổi quét nhà thờ đó mà nó nặng trịch. Tức là nó nặng từ trong này. Tức là cái lòng của chúng ta nó cay đắng. Có rất là nhiều khi chúng ta làm công việc Chúa với cả sự cay đắng trong lòng mình, sự nặng nề trong lòng mình. Cho nên xin Chúa thêm sức cho chúng ta. Thật ra không ai chúng ta thoát hết. Mục sư đôi khi cũng gặp cảnh đó. Tức là khi chúng ta làm cũng thấy nó nặng nề, nó bực bội, có cái gì đó và chúng ta không bởi sức của Chúa. Vì vậy cho nên Kinh Thánh bảo rằng hãy bởi sức Chúa để có thể làm. Và mục đích đó là để Chúa được tôn vinh. Nhớ điều đây nghe. Nếu quý vị làm bất kỳ điều gì đó là tôi làm điều này để Chúa được tôn vinh chứ không phải tôi được khen. Mặc dù nếu chúng ta được một tờ lời khen rồi đó là điều quý chúng ta có thể nhận. Nhưng chúng ta nên để cái sự tôn vinh thuộc về Chúa. Vậy thì thế này. Trong cái câu Kinh Thánh này là ai giảng thì hãy giảng. Ai phục vụ thì hãy phục vụ. Vậy thì bây giờ ai là người có thể phục vụ? Quý vị nghĩ ai là người có thể phục vụ? Ai là người có thể phục vụ? Quý vị nghĩ là ai trong quý vị nghĩ là mình có thể phục vụ? Có rất nhiều người đó. Một sư nói vậy chứ tôi không biết phục vụ điều gì. Và tôi chỉ cho quý vị thấy ai có thể phục vụ. Thật ra thì tôi xem cái hình này và tôi rất là cảm động. Nó chưa đầy 4 tuổi đó, cái cô bé mặc áo đỏ đó. Christmas vừa rồi khi chúng ta làm chuẩn bị phòng ăn bên này, và đó là cái người này, cảm ơn cái người chụp hình và gửi tôi mang số tấm hình tôi nói. Yes, như vậy là phục vụ. Quý ông bà anh chị em, nếu trong con bé Kelly nó có thể làm được điều đó, tất cả mỗi một người trong chúng ta đều có thể làm được công việc Chúa. Vấn đề là chúng ta có muốn làm hay không. Vấn đề chúng ta có muốn hạ mình xuống để làm cái việc mà kéo cái chân ghế ra đẩy nó vô để có thể dựng lên hay không. Cho nên quý ông bà anh chị em, lời của Chúa kêu gọi tôi với quý ông bà anh chị em hãy phục vụ Đức Chúa Trời bằng cái khả năng của mình có thể làm được. Đức Chúa Trời không bắt buộc quý vị phải làm vượt quá cái khả năng của mình. Không cần. Quý vị cũng không cần phải làm cái việc. Nhưng những cái việc mà đơn giản như thế này tại sao không có người làm? Đôi khi nhiều người nghĩ rằng mình có thể làm việc lớn hơn. Quý ông bà anh chị em, Kinh Thánh nói rằng nếu chúng ta trung tín trong việc nhỏ thì sẽ trung tín trong việc lớn. Nếu chúng ta không trung tín trong việc nhỏ sẽ không bao giờ chúng ta có thể trung tín trong việc lớn. Cho nên xin Chúa cho tôi với quý ông bà anh chị em, trong năm mới nếu chúng ta muốn phục vụ Chúa, hãy nghĩ đến sự phục vụ Chúa và chúng ta có thể làm được điều gì cho Chúa chúng ta. Nhân cơ hội này tuần sau thì chúng ta đến... Như chúng tôi có thông báo, tuần sau thì chúng ta sẽ bầu cử ban điều hành. Một người vào ban điều hành, trong ban điều hành không có nghĩa đó là đem một người vào để cân bằng hoặc là thực thi quyền lực của một tổ chức, giống như một cái tổ chức xã hội, một quốc gia, giống như tổ chức quốc hội phải có đối lập, không phải. Người mà chúng ta ước ao rằng anh em chúng ta ở trong ban điều hành phải là những người thật ra có cái lòng phục vụ. Phục vụ từ cái việc nhỏ cho đến việc vụ lớn. Anh em có thể làm cái việc giống như Kelly. Đức Chúa Trời cũng ghi nhận trong sự phục vụ của chúng ta. Cho nên, quý ông bà anh chị em, tôi ước ao rằng có sẽ có nhiều con cái Chúa rằng tôi muốn làm việc đó. Nhưng mà thực sự vừa rồi tôi có nói chuyện với một anh em, hỏi tôi là làm trong ban điều hành thì làm những cái việc gì. Tôi nói thật là đôi khi những việc làm cũng không có lớn lao, cũng không có nhiều, nhưng mà trước hết nó xuất phát không phải là cái khả năng.
Thực ra quý vị khi hầu vì Chúa đó, Chúa không đòi chúng ta khả năng nhiều hơn tấm lòng. Quý vị thấy khi Chúa khen một người ở trong Kinh Thánh, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4, khi Chúa khen những người mà làm các ta lăng đó, Chúa không khen ông đó, giỏi quá con có được 10 ta lăng, giỏi quá con có được 5 ta lăng, giỏi quá con được 2 ta lăng, Chúa không khen như vậy. Đơn giản là ông trung tín. Đức Chúa Trời nhìn thấy trong cuộc đời của chúng ta, Ngài không đòi hỏi chúng ta phải thành công, phải to lớn. Chúa muốn chúng ta trung tín với công việc của mình. Cho nên thực ra thì cái người mà phục vụ, thực ra tôi ước ao rằng Chúa sẽ chuẩn bị và kêu gọi nhiều người làm việc ở trong ban điều hành. Thực ra anh chị em, nếu quý vị ở trong là việc chỉ đơn giản, không cần phải là tài năng nhiều, chỉ có mỗi một cái là có tấm lòng hy sinh. Mình muốn chấp nhận mất bớt thì giờ, mình mới bớt chấp nhận bớt cái công sức của mình. Mình muốn chấp nhận hy sinh bớt những cái phần của mình để cho công việc Chúa, đơn giản chỉ có vậy với tấm lòng. Cho nên tôi khi nói đến phục vụ như thế này, tôi kêu gọi con cái Chúa cầu nguyện để chúng ta có thể có được những người ở trong ban điều hành trong năm 2014. Thực ra thì như có nhiều người biết, tôi nhân cơ hội này tôi muốn giới thiệu với quý vị một vài cái vị trí trong ban điều hành. Ở trong ban điều hành hiện tại của chúng ta có 6 người, mà có lẽ là ban điều hành của chúng ta sẽ có 6 người. Thực ra thì có rất là nhiều công việc. Cái công việc thứ nhất là chúng ta thường gọi là cái người mà làm là thư ký, thì cái người chủ yếu là làm việc hành chánh. Cái người thủ quỹ là người chủ yếu là về tài chánh, về tiền bạc. Rồi cái người chúng ta có một người, tôi nghĩ là phải có cái ban, nhưng một người là làm đồng ý làm cái công tác phục vụ. Phục vụ tức là mình quan tâm đến người khác, có thể là có trong đó có tiếp tân, có trật tự, có bảo vệ, có ẩm thực. Tôi nói đến chữ bảo vệ chút xíu, đó là trưa hôm nay tôi nhận được một cái text message của một mục sư ở Mỹ. Đây ông bảo rằng sáng hôm nay có một người thanh niên da đen đi vào, họ đi tới lui lui và định lấy một cái gì trong nhà thờ và rất có thể quay lại với chúng ta. Cho nên bảo tôi là coi thằng cẩn thận lưu ý người đó thử. Và tôi nghĩ rằng nếu trong trường hợp mà có anh em nào mà bằng đồng làm cái công tác phục vụ như vậy, bảo vệ như vậy, thì họ sẽ người để ý thì có người đó hay không, đơn giản thì vậy thôi. Hoặc là một người có thể ở trong cái chăm sóc thăm viếng chứng đạo. Chăm sóc thăm viếng chứng đạo không có nghĩa người đó phải đi chứng đạo, người đó chỉ có người đó đi chứng đạo. Người đó làm cái công việc đó là khích lệ kêu gọi người khác chứng đạo, rủ người khác với mình, chứ không phải nói rằng tôi là chứng đạo thôi tôi đi, cái chuyện đó để một mình tôi chứng đạo, không phải. Một người mà đặc trách cái ban âm nhạc thờ phượng, như chúng ta cảm ơn Chúa một số các bạn trẻ, tôi rất là cảm ơn các cha con rất là nhiều trong một vài năm qua khi chúng ta có được cái ban nhạc và giúp chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà thực ra thì những việc như thế này có người đặc trách về thanh thiếu niên, phụ nữ, nam giới, rất là nhiều công việc như vậy. Cho nên quý ông bà anh chị em, tôi kêu gọi quý con cái Chúa hãy cầu nguyện cho việc đó. Và đến như này thì tôi cũng chưa được nhận được cái câu cú gọi nào của nhiều người khác. Cho nên chúng ta nên chọn người, và nên chọn người không phải là chúng ta chỉ giao việc, nhưng chúng ta chọn họ để hỗ trợ họ. Và tôi ước ao rằng những người nào mà bằng lòng cùng cộng tác với công việc Chúa, cùng hầu việc Chúa, hãy chấp nhận những sự hy sinh nhất định trong đời sống của chúng ta. Đó là cái điều mà rất là khó mà có thể nói lên, nhưng mà đó là cái điều Chúa muốn. Hãy cầu nguyện và để góp phần, và tôi ước ao rằng hội thánh của Chúa sẽ trở thành hội thánh có thể làm việc cho Chúa. Bây giờ tôi muốn kết luận lại cái bài giảng của tôi trong buổi chiều hôm nay. Tôi mong rằng lời Chúa giúp cho tôi, mỗi người chúng ta có thể nghĩ rằng mình có thể làm được điều gì cho Chúa. Quý vị, tôi nói lại một lần nữa như cái lần đầu, nếu chúng ta không làm công việc Chúa, nếu chúng ta không làm cho chính mình, nếu chúng ta không cầu nguyện, nếu chúng ta không yêu thương anh em mình, nếu chúng ta không, cái rễ đời sống tâm linh của chúng ta không cắm sâu trong Chúa đó, thì những cái làn sóng tội lỗi như trường hợp của Colorado hoặc bao nhiêu thứ, nó sẽ xảy ra trên đời sống của chúng ta. Chúng ta sẽ chống chọi lại điều đó bằng cách nào nếu không phải bởi cái đời sống sống đạo của chúng ta trong Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy rằng mình có thể làm điều gì cho Chúa, cho hội thánh của Chúa trong năm mới. Người Mỹ thường là họ có một cái gọi là New Year Resolution, tức là cái cam kết đầu năm. Tôi thấy rất là nhiều người Mỹ, tôi thấy rất là nhiều cái bài viết bảo rằng mấy người cam kết đầu năm thì thường là họ giữ 1 tuần, người giỏi lắm mà giữ 2 tuần, khá nhất thì khoảng chừng 3-4 tuần. Tôi không có cái đề nghị quý vị cam kết đầu năm, nhưng mà trong tuần qua tôi đọc được một cái email forward đến tôi, và tôi thấy một cái bài thơ. Cái bài thơ tên là cái bài thơ Mười Thương. Tôi muốn giới thiệu đến quý ông bà anh chị em bài thơ này. Và tôi giới thiệu với cái mong đợi thế này, mong rằng mỗi người của chúng ta sẽ nhận được 10 cái thương này. Tôi nghĩ là cái người mà viết bài thơ dùng cái chữ 10 thương theo cái nghĩa đó, đây là cái điều đáng quý mến đó. Tôi, nếu quý vị mà có nhớ được thì cứ đọc bài này, cứ thuộc được, và đây là cái bài thơ 10 thương.
Một thương kính Chúa yêu người, hai thương dâng hiến phần mười thành tâm, ba thương biết sửa lỗi lầm, bốn thương việc Chúa chuyên tâm đêm ngày. Quý vị chọn cho mình được cái nào không? Hồi nãy trên bảng tôi chỉ cái phần đầu, ai cũng chọn cái gì cũng chọn hết á. Thì bây giờ quý vị chọn được cái nào không này? Một thương được không? How about hai thương? All right. Nếu quý vị làm được hai thương, đó là cái điều Đức Chúa Trời ban phước. Rất là struggle. Tôi biết rất nhiều người struggle, nhưng mà tôi biết người làm được và Đức Chúa Trời ban phước cho. Ba thương là biết sửa lỗi lầm. Được không? Try, right? Bốn thương là việc Chúa chuyên tâm đêm ngày. Phục vụ đó. Được không? Ok, bây giờ thế này. Năm thương chẳng sợ chông gai. Sáu thương cầu nguyện khẩn nài thiết tha. Bảy thương xa lánh đường tà. Tám thương lời Chúa sâu xa am tường. Chín thương ăn nói khiêm nhường. Mười thương vì Chúa xem thường lợi danh. Có được cái thương nào không? Yeah, tôi sẽ tôi sẽ cho mỗi người một tờ. Tôi ước ao thế này, có thể ngay bây giờ chúng ta chia được vài cái thương thôi, phải không? Bây giờ thế này, một thương kính Chúa yêu người, hai thương dâng hiến phần mười thành tâm, ba thương biết sửa lỗi lầm, bốn thương vì Chúa chuyên tâm đêm ngày, tức là phục vụ. Năm thương chẳng sợ chông gai, tức là không sợ khó khi mình bước theo Chúa. Sáu thương cầu nguyện khẳng nài thiết tha, tức là giữ cái đời sống cầu nguyện. Bảy thương xa lánh đường tà. Can you do that? Xa lánh đường tà tức là không có làm điều sai, từ bỏ điều xấu xa. Tám thương lời Chúa sâu xa am tường. Cái này đây. Và với mỗi lớp học kinh thánh đây. Và chín thương ăn nói khiêm nhường là cái dầu đó. Và mười thương vì Chúa xem thường lợi danh. Tức là có những cái lợi, có những cái danh, có những cái gì mà chúng ta có thể bỏ vì Chúa thì chúng ta có thể xem thường. Cho nên có thể là nhiều người, vài người chúng ta có được nhiều cái thương, nhưng mà ít có người cho chúng ta được tất cả mười thương. Hãy cầu nguyện đến một ngày nào đó không xa, mỗi người trong chúng ta sẽ có tất cả cái mười thương này trong đời sống của chúng ta. Tôi mong rằng từ năm tới, nếu mà quý vị, nếu mà tôi còn ở đây, năm tới nếu mà chúng ta nhớ lại, nếu năm tới mà nhớ ra cái bài thơ này tôi đem ra, thì đọc lại quý vị thấy mình thêm được mấy cái thương. Ok? Ở đây là 10 cái thương, và tôi mong rằng nhiều người chúng ta sẽ được 10 cái thương như thế này trong đời sống theo Chúa, và Chúa ban phước chúng ta năm mới. Bây giờ chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cầu nguyện. Mỗi người trong chúng ta cầu nguyện. Quý ông bà anh chị em, chúng ta biết rằng phía trước của chúng ta có đoạn đường dài, và chúng ta có thể có những lúc chúng ta sẽ yếu đuối, thất bại, cay đắng, buồn khổ trong lòng. Thì xin Chúa cho chúng ta nắm lấy lời của Chúa, sống với lời của Ngài. Xin Chúa cho chúng ta giữ đời sống cầu nguyện. Xin Chúa cho chúng ta giữ cái đời sống yêu thương. Xin Chúa cho chúng ta biết mở lòng trong mối liên hệ với anh em ta chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta biết sử dụng những ơn Chúa ban cho chúng ta để chúng ta có thể phục vụ Chúa và anh em mình. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài. Chúa ơi, xin giúp cho chúng con. Con biết rằng nhiều khi chúng con sống trong sự khô hạn. Chúng con thiếu ơn, thiếu phước của Ngài. Vì chúng con không sống bởi lời của Chúa, chứ con không theo đuổi lời của Ngài. Cho nên trong buổi chiều hôm nay con cầu nguyện cho anh em con. Chúa ơi, con xin Chúa thúc giục anh em con. Chúng con theo đuổi lời của Đức Chúa Trời và chúng con sống cho lời của Ngài. Để đời sống của chúng con có kết quả cho Chúa. Chúa ơi, xoay qua lại hết năm 2013. Chúng con không làm được gì cho Ngài. Xin cho chúng con mọi người tự hứa với Chúa trong ngày này rằng xin sử dụng chúng con càng hơn trong năm 2014 để chúng con và hội thánh của Chúa được phước. Con cảm ơn Ngài.
Con cảm ơn Chúa vì ngày nghe tiếng cầu nguyện của chúng con. Xin ban phước và gìn giữ anh chị em con. Có những người bệnh hoạn, xin Chúa chữa lành họ trong năm nay. Có những người bị thiếu thốn, xin Chúa tiếp trợ cho họ. Có những người có những gánh nặng trong đời sống gia đình. Chúa ơi, xin Chúa ngày nâng đỡ anh chị em con trong năm này. Nhân cơ hội này con cầu nguyện cách đặc biệt cho một người thanh niên tên Sang ở Việt Nam. Em họ của Thảo đã bị tai nạn và bị chấn thương sọ não. Lạy Chúa, con trong danh của Chúa chúng con hiệp ý với nhau. Xin quyền năng của Đức Chúa Trời ngài đến trong cơ thể người thanh niên này. Chúa đụng đến vết thương, Chúa phục hồi những cái sự gãy đổ và Chúa chữa lành cho em trong danh của Chúa Giêsu. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin chữa lành cho anh em con, những người có mặt và tất cả mọi người chúng con, để em con hưởng phước Chúa không phải chỉ tiền bạc vật chất, nhưng đời sống tâm linh trong đời sống theo ngài. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con cảm ơn Chúa vì ngài nghe tiếng cầu nguyện của chúng con, ban phước chúng con. Con hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.